Vì sao Việt Nam nâng tầm quan hệ đối ngoại với Pháp thành đối tác chiến lược toàn diện? Trong thời gian thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ đón chính thức, gặp gỡ báo chí, hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp, tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp, Hội hữu nghị Pháp Việt Nam, thăm trụ sở và làm việc với Tổng giám đốc UNESCO. Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Montreal, dự lễ khánh thành biển kỷ niệm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp thị trưởng thành phố Le Havre và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tuyên bố nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và thống nhất các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, phù hợp với khuôn khổ hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh mới. Với quyết định này, Pháp trở thành nước đầu tiên trong EU có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Việc Việt Nam và Pháp nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện không chỉ là bước tiến lớn trong quan hệ song phương mà còn khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế. Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược, sự kiện này là minh chứng cho sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và mở ra cơ hội hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng và môi trường. Trong lĩnh vực kinh tế, việc nâng cấp quan hệ sẽ đẩy mạnh thương mại và đầu tư giữa hai quốc gia. Pháp là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, còn Việt Nam được xem là một thị trường đầy tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á. Sự hợp tác chặt chẽ này sẽ mở rộng thị trường, thu hút đầu tư từ Pháp và giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nâng cao vị thế kinh tế. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cũng tạo điều kiện để Việt Nam tăng cường hợp tác với Pháp về quốc phòng và an ninh, đặc biệt khi vấn đề Biển Đông ngày càng phức tạp. Với vai trò của Pháp trong Liên Hợp Quốc và EU, sự hợp tác này sẽ góp phần đảm bảo an ninh khu vực, đồng thời nâng cao vai trò của Việt Nam trong các diễn đàn quốc tế. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp vừa qua càng khẳng định thêm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Chuyến thăm không chỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác đa lĩnh vực mà còn là cơ hội để hai bên bàn thảo về những thách thức chung như biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Pháp lên đối tác chiến lược toàn diện là một bước ngoặt lớn, khẳng định Việt Nam không chỉ là đối tác quan trọng của Pháp mà còn là một quốc gia có vị thế vững chắc trên bản đồ chính trị quốc tế.